Hello hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với một siêu phẩm cực kỳ đỉnh cao của mình khi gửi gắm đến cho tất cả các bạn một bí đồ và một cái lối chơi cực kỳ đa dạng và phong phú. Đó chính là vị tướng Tulen đi rừng. Thì như các bạn đã biết thì không biết là với bí đồ nào của Tulen thì nó sẽ mạnh nhất, và bây giờ mình đã tìm ra cho Tulen rồi. Đây là một bí đồ mạnh nhất và mình đã gắn ở phía dưới bình luận các bạn cả bằng ngọc và bí đồ. Mình sẽ không nhắc quá. Và mình sẽ nhắc qua cách chơi các bạn một chút. Tulen đi rừng là một vị tướng mạnh nhất trong tất cả các đi đường. Nó mạnh hơn cả đi đước, hơn cả đi mid. Thì làm thế nào để các bạn biết được nó mạnh hơn đi mid thì các bạn hãy xem clip này cho mình. Và các bạn ơi, đừng quên đăng hãy giúp mình một nút like và một nút comment nhé, để cho mình có thể là có một cái động lực để ra cho các bạn những clip hàng ngày. Và xin lỗi các bạn vì clip này hơi mơ, bởi vì là do cái chất lượng cái phần mềm của mình nó hết tiền thôi, cho nên đâm ra nó kiểu sử dụng miễn phí thì nó không được 108 không chuẩn, cho nên mong các bạn có thể là bỏ qua cho mình về cái lỗi hình ảnh hơi mơ một chút. Rồi ok, màng khá láng một chút cho nên là mình phải quay lại bằng cái iPhone 8 Plus của mình, và cái wifi thì nó hơi bị chập chờn một chút, cho nên là trận đấu này không biết như nào. Rồi, và mình sẽ tập trung vào trận đấu một chút. Khi tất cả các bạn Tulen đi rừng thì mình khẳng định các bạn, tí nữa thôi, tầm 5 phút nữa thì team địch chỉ thấy được mình trong một lần thôi. Như các bạn đều biết, chiêu 3 của Tulen khi hỗ trợ bây giờ nó mạnh hơn một chút rồi. Khi Tulen hỗ trợ nó cũng sẽ được hồi chiêu 3 các bạn nhé. Cái quan trọng là như vậy. Đây, và mình xin hướng dẫn các bạn cách Tulen đi đường này. Vì sao đi đường này mạnh? Bởi vì khi tất cả các bạn được phám liên hồi thì Tulen nó mạnh như thế nào ạ? Nó sẽ có cái nồi tài nắm cái vòng tròn và chiêu 3 của nó kết hợp nó rất là mạnh. Và thâu thì chiêu 2 và chiêu 1 thì nó sẽ phủ đám cho chiêu 3 thôi. Đấy là mình nói thật. Cho nên là... Đây! Không được rồi. Khi các bạn đi rừng Tulen thì làm như nào ạ? Bởi vì khi nó được phám ấy thì nó sẽ được tích cái nồi tài. Các bạn thấy được hai nồi tài chưa? Bắt buộc Tulen đi rừng nó di chuyển đấy. Nó mạnh ở cái chỗ là khi nào cũng sẽ có nồi tài ở trong người. Còn nếu các bạn đi mid thì hầu như các bạn tích nồi tài rất yếu. Và người chơi Tulen tốt hay chơi Tulen yếu thì hầu như là quan trọng nhất. Đây! Không đủ đám. Ôi và đủ đám kìa. Các bạn thấy chiêu 3 nó ác liệt chưa? Đấy, cái đồ đi rừng nó rất là mạnh. Đấy, người chơi nói chúng hay Tulen hay giờ ấy, nó sẽ phụ thuộc vào lấy cái nồi tài con Tulen này như nào. Nếu các bạn chỉ combo chiêu 1 chiêu 2 thì nó thôi nghỉ. Đấy, cho nên lý do vì sao Tulen đi rừng nó lại mạnh nhất ở trong các giai đoạn đường, bởi vì Tulen đi rừng nó có thể phám liên hồi. Đấy, đi lên rông thì sẽ có quái ở đường rông, sẽ có nồi tài đi xuống bot. Đi xuống top thì cũng sẽ có nồi tài. Đấy, các bạn nên nhớ nhá. Khi các bạn cầm con Tulen, các bạn cứ chơi Tulen đi rừng như mình đi. Cực kỳ mạnh luôn. Các bạn xem clip này các bạn sẽ thấy mạnh như nào. Đây, các bạn thấy khi nào mình di chuyển đi đường thì mình cũng sẽ có cái nồi tài của nó nhá. Lao lên này. Thằng nào được này. Đấy, thằng mít của nó nhá. Rồi, chết kìa. Rồi, chết rồi. Rồi cái chiêu 3 của mình nó vẫn chưa được hồi các bạn. Cái phá đó mình cắn xịt cái phá cái chiêu 2 để làm đám không có. Thôi không sao, dù sao mình đã có cái nhà 301 rồi. Đấy, nó siêu mạnh luôn. Đấy, các bạn sẽ được chiếm ngưỡng một bắn chỉ được thấy Tulen một lần, không bao giờ có chuyện Tulen thấy mà nó lại sống nhé. Các bạn sẽ được gọi là cái clip này thì mình nói thật các bạn, mình sẽ đánh các bạn thấy luôn. Mình đánh trăm clip ra trăm luôn, bởi vì con Tulen rất là mạnh. Đấy, mình khẳng định các bạn như vậy luôn. Mình là một người chơi Tulen không tốt nhưng nắm được cho nó một cái lý thuyết nó siêu phẩm. Đấy, các bạn ơi, các bạn đừng quên rằng hãy comment cho mình những cái nội dung các bạn muốn xem, chẳng hạn như các bạn muốn mình hướng dẫn vị tướng gì hay như thế nào, các bạn hãy comment cho mình biết nhá, bởi vì các bạn nói thì mình mới hiểu được. Và hy vọng chúng ta có thể là mở rộng tấm lòng ra để san sẻ tâm sự cho nhau. Đấy, còn trở lại clip thì các bạn có thể thấy là khi mình di chuyển ở đâu thì mình luôn luôn có cái nồi tài trong người mới dám đi nhá. Đây, rồi, không dám. Rồi, hai stack nhá. Đây, được không? Bắt má này, chưa một rồi. Rồi, ăn hai mảng rồi, phá này hai mảng rồi. Ui dồi, 10 viên các bạn này. Ui dồi, con ba giấy, chơi luôn. Chưa ba nào. Chưa ba, hồi máu. Rồi, tiếp là quá là kill này. 3 giây, 2 giây, 1 giây. Rồi, sổi quá là kill các bạn. Các bạn thì ác không? Bởi vì khi tất cả các bạn hiểu được con Tulen này, các bạn chỉ cần di chuyển đi đâu, các bạn sẽ có cho mình cái nồi tài ở đấy. Thì mình là thật các bạn chỉ nhìn thấy Tulen một lần tối tí nữa nhá. Chỉ cần các bạn lướt chiêu 2, không cần trúng người các bạn ơi. Các bạn có cho mình cái nồi tài này, nắm vòng tròn này. Các bạn lướt chiêu 2 lên feed cho mình chiêu 1, kích hoạt chiêu 3 là có mảng các bạn ạ. Nhiều khi mình thắc mắc là what, cái lượng đám ở đâu ra vậy?
thì bây giờ mình mới ngỡ người ra năng cái nồi, cái lượng đám từ cái nồi tài, cái khi mà trúng cái tí đầu tiên ấy thì nó phải rất là mạnh các bạn ạ. Rồi trúng thêm chưa một nửa, rồi trúng thêm ba bốn tía, đương sáu nửa kích hoạt chưa ba, chúng ta không cần phải combo. Trước chúng ta đi mid, chúng ta phải combo chuẩn vào người nó thì chúng ta mới có lượng sát thương. Không, bây giờ đi rừng thì không, các bạn không cần phải combo chuẩn. À, mình nói thật luôn. Đây này, mình cầm cái nồi tài nhá. Bây giờ các bạn xem này, mình đi ra gặp thằng nào phát lướt chiếu hai không cần trúng, chỉ cần trúng chiếu một thôi thì sẽ có hàng các bạn nhá. Đây các bạn, mình đi đấu khi nào cũng sẽ có 4 cho đến 5 cái nồi tài của nó. Đây các bạn xem pha này nhá, 4 nồi tài này, mình chỉ cần lướt lên chiếu hai trúng hoặc chiếu một trúng và chờ nồi tài bắn, và mình sẽ bắn chiếu ba nhá. Ôi pha này hết nồi tài rồi, nguy hiểm, hết nồi tài rất yếu nhá. Đây, bình tĩnh này, đây rồi, lên, phụt chiếu ba pha này luôn. Rồi, ok. Rồi, ui, đấy, không sao. Nhưng mà con tu len này khi được hỗ trợ ấy thì nó sẽ được hồi chiếu các bạn nhá. Đấy, hồi chiếu ba kìa, chiếu ba mình hồi tiếp kìa. Rồi, bắn tiếp. Ui, rồi bắn. Giống như các bạn chỉ cần nhấp, bắn màn kìa. Đấy rồi, chơi luôn. Rồi, chỉ cần nhấp là có màn các bạn ạ. Chơi một trận đấu mà nó gì, các bạn chỉ việc nhấp là có màng chưa, clip này chưa dừng lại ở đây đâu, tí nữa mình sẽ cho các bạn biết thế nào là nhấp nhá các bạn. Đấy các bạn giống tưởng như là một đứa bé con nít lớp một đấy, thì cầm cái máy điện thoại và chiếu ba đó, các bạn chỉ tính một cái là có hàng. Quá đỉnh cao luôn. Từ từ là 4-5 đầu tài này các bạn nên nhớ nhá, khi các bạn chơi tu len đi lưng đòi hỏi các bạn đi gánh ở đâu, các bạn cũng phải có trong người nhá, các bạn phải có hàng trong người ấy. Cản pha này đấy, chứ không được rồi, mình lại mất nồi tài đó. Không sao, mình sẽ tích cái nồi tài. Bình tĩnh, nấp bùi nó không vào thì mình sẽ tích nồi tài con chim này. Rồi, di chuyển, đấy, nó bắt mán á. Vào đập chết, đấy, thằng mít các bạn xem thằng mít này. Cái phá này ra bên phịt này, ra này, chiếu hai vào này. Ôi, được, hết, rồi, chết rồi, chết, các bạn thì kinh chưa. Wow, thằng bắt mán, mày nhớ tao đấy ạ. Các bạn thấy chưa, cái cách combo khi đi rừng ấy, nó khác hoàn toàn với đi mít. Đấy, đi mid thì các bạn sẽ lấy cái nồi tài nó rất là khó, hầu như chúng ta sẽ di chuyển với không có nồi tài nó trong người. Nhưng các bạn đi rừng bắt buộc các bạn sẽ có nồi tài trong người, thì nó sẽ tối ưu hóa sức mạnh của thằng tu lén, nó lấy một đỉnh điểm cực kỳ đỉnh cao luôn. Và các bạn sẽ chưa bao giờ, mình khẳng định các bạn chưa bao giờ gặp một thằng tu lén nào nó chỉ cần nhảy lên chiếu hai trật cũng được, trúng chiếu bạn trúng chiếu một ăn nồi tài, chiếu ba có ha. Đấy, mình chỉ cần nói sướng vậy thôi. Bởi vì mình là một người chơi tu len không tốt, mình chơi mid không tốt, nhưng mình chỉ có cái lý thuyết, bởi vì tầm dùng vào được cái gọi là cái này gọi là cái mèo. Cái này là cái lùi game các bạn nhé. Mình tầm dùng cái lùi game của vị tướng tu len này khi kết hợp với build đi rừng. Đấy. Còn build như nào thì mình nào có comment ở phía dưới bình luận với các bạn nhé, và bằng ngọc nhé. Đấy, cho nên là mình chỉ cần chơi sướng thôi. Đây này, còn nồi tải này lao lên lướt chiếu hai không cần trúng mà trúng càng tốt. Trúng càng tốt mà không cần trúng nhá. Và chiếu một là có màng đây, bắt mán này. Hết tang cái chiếu rồi. Ui, các bạn thấy chưa, bắn một phát mà gần chết đấy. Tốt, chiếu ba hôi nhanh mà. Cái phá này thì sẽ không có vấn đề gì cả, từ ta sẽ đi phá. Đấy, các bạn nên nhớ giúp mình nhá. Chơi tu len đi rừng thì sẽ như nào ạ, mình sẽ điều này một chút. Các bạn đi đâu cũng đều phải có cái nồi tài. Không gắm được 5 nồi tài thì các bạn phải gắm cho mình được hai cái đời lên. Hoặc là 5 cái nồi tài như mình như thế này. Đi khi nào cũng có vòng tròn hào quang bên cạnh này. Đây, lao lên này. Đây, có không? Đây rồi. Trời ơi, mình lại mất cái... Rồi, máy gì bắt mán các bạn? Tốt quá. Máy mà... Ui, 10 viên các bạn kìa, nó quấy như con... Con đấy, máy mà phịt chiếu bàn được. Đấy. Cái phá để cho các bạn cân nhắc nhá. Con tu lét mà không có cái nồi tài chiếu... Nồi tài của nó nắm vòng thì nó sẽ rất là yếu. Cho nên các bạn cân nhắc đi rừng này như vậy. Đấy, khi nào mình di chuyển ở đâu cùng xe phải có nồi tài các bạn nhé. Đi ở đâu gặp hàng là giết. Đấy, nắm vòng này, mình đi này, gặp ai là chơi được hết đơn giản. Được rồi, bây giờ thì sẽ là cái sức mạnh của tu lén, nó đỉnh điểm của sức mạnh của tu lén thôi. Đấy, thì phá này mình sẽ cho các bạn thấy như nào. Và các bạn ơi, đừng quên rằng hãy comment cho mình biết được rằng các bạn thích mình hướng dẫn vị tướng nào nhá. Và clip này nó hơi mơ, mong các bạn hãy thông cảm và bỏ qua cho mình. Và hy vọng các bạn hãy giúp cho mình một nút chia sẻ nhá. Nếu các bạn thấy clip tu len này hay thì hãy nhấp cho mình một nút chia sẻ nhá. Và mình cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều, và chúc tất cả các bạn có một kỳ nghỉ hè thật vui vẻ, mát mẻ bên gia đình của tất cả các bạn nhá. Rồi, bây giờ này, nồi tài này. Đây, 5 cái nhá. Rồi, tương tự kích một phát 1500 máu, các bạn thấy kinh chưa? Mà 5 viên đấy. Một viên này, đây này. Ui rồi. Rồi, sóng trật rồi, cái phá này trật nhá, trật phá này nhá. Rồi, bình tĩnh nào. Kích một phát là 1500 máu. Đây, rồi chết rồi.
Các bạn thì kính chưa? Bắt bán ra đây. Rồi chơi luôn. Ôi rồi double cứu mé gá cứu các bạn ơi, mé gá cứu này. La lên phụt này. Rồi chết. Rồi la lên phụt tiếp này, phụt này cứ phụt lắc của mạng. Triple kill. Mé gá cứu. Rồi xong rồi. La lên phụt chưa bá? Rồi có hàng tiếp qua la cứu các bạn nhé. Mé gá cứu nào, lên đây. Mega kill, một bắn cứ bắn lắc cổ hang, cứ bắn lắc cổ hang các bạn ạ. Kinh khủng chưa? Cứ bắn cổ hang. Và tất cả các bạn ơi, clip đến đây là kết thúc rồi. Và nếu các bạn thì hãy cho mình một nút like nhá. Còn không hay thì các bạn hãy cho mình một nút like. Cảm ơn các bạn nhiều, cứ bắn lắc cổ mạng. Và các bạn ơi, tất cả các bạn ơi, mà yêu, bye bye.